Mặc dù Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký chỉ thị tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh trên cả nước chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn, đối với các phương tiện vi phạm cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trái ngược với chỉ thị trên, tại huyện Đông Anh, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng vượt quá thành thùng, quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên tiếp diễn. Các xe tải chở vật liệu xây dựng hoạt động tấp nập gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tình trạng chở quá khổ, quá tải làm rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, khiến bụi mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khu vực. Thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh nằm cạnh quốc lộ 3 và có tuyến đê sông Đuống dài, là nơi tập trung nhiều bãi tập kết, trung chuyển cát sỏi, vật liệu xây dựng. Có mặt ghi nhận tại đây là các xe tải, xe hồ vồ chở cát sỏi, than hoạt động nhộn nhịp ra vào, khiến tình hình giao thông tại đây hết sức phức tạp và nguy hiểm. Hầu hết các xe chở cát ra vào đều chở quá thành thùng, che chắn sơ sài. Khi di chuyển, các xe này thường vương vãi cát sỏi xuống lòng đường và lôi theo đất cát bám vào lốp xe, lên đê, gây bụi dày đặc. Đất cát từ những xe trên rơi xuống đường khiến những công nhân vệ sinh môi trường tại đây hàng ngày phải dùng xẻng và xe bò dọn dẹp liên tục mới có thể giảm bớt được đất cát trên đường. Nguy hiểm luôn rình rập đối với công nhân và người đi đường mỗi khi các xe tải ra vào bãi. Mặc dù các xe quá khổ quá tải chở hàng rơi vãi hoạt động với tần suất cao và liên tục, tuy nhiên lại không hề xuất hiện lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý. Ghi nhận của phóng viên trong nhiều ngày, nổi bật nhất phải kể đến nhà xe Kiểm Nga chuyên tuyến quốc lộ 3 Đông Anh và nhà xe Thương binh Hồng Sơn chuyên tuyến quốc lộ 3 Gia Lâm Bắc Ninh. Phóng viên đã theo sát những chiếc xe này và nhận thấy quá trình di chuyển không hề vấp phải sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí vượt cả đèn đỏ. Để làm rõ các thông tin, phóng viên đã liên hệ với thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Tuy nhiên, phía thanh tra Sở Giao thông lại cho rằng lực lượng mỏng nên không xử lý hết được các xe vi phạm và do chưa được sự đồng ý của Sở Giao thông Vận tải nên không thể trả lời phỏng vấn. Dư luận dấy lên nghi ngờ liệu có sự bao che hay làm ngơ của lực lượng chức năng tại đây hay không mà những xe vi phạm trên vô tư hoạt động. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và đội cảnh sát giao thông số 15, công an huyện Đông Anh cùng các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.